biết tao đâu. Trời ơi, tao nay không có coi được cái gì hết trơn trời á. Qua đây coi, lần nào xuống coi cũng không được. Tụi bay đi, đi lên mặn. Trời ơi anh Frank kìa, trời nha. Trời ơi anh ở đâu mà đường đẹp trai không? Rất là nhiều. Cái điện thoại của tao đâu rồi? Khoan em. Cho anh hỏi một chút, là ở đây có bán nước sơn màu hồng không nhỉ? Đây là con linh vật của cô. Người ta gọi cô ấy là cô Ba Cầu, vì cô ngồi dưới gốc cây mãng cầu. Nhưng không phải là cái cầu mà các con đang nghĩ. Anh à, em tuy là thư ký, nhưng mà anh mời em đóng á, em cũng không thể nào mà đóng với mấy bạn diễn viên. Thôi, mất tiếng em lắm. Em nhận nghe.